Xin chào tất cả các bác, các cô, các chị. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Mỹ Linh xin chúc tất cả các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Thảo Mỹ Linh lại tiếp tục quay trở lại đỉnh Hấu Chua. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh cũng muốn quay trở lại đây để bàn bạc công việc cùng với cả chỗ các anh em siêu nhân, đặc biệt là chỗ anh Vừ, anh Xà và những hộ gia đình ở phía bên này, để có thể bàn bạc cùng với mọi người để làm cái bể mà chỗ cô Tú sinh sống ở bên Nhật có tài trợ cho bà con ở đó là 40 triệu đồng. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh sẽ quay trở lại đỉnh Hấu Chua để bàn bạc công việc, để có thể là chờ bà con là trồng nương xong là bắt đầu là tiến hành để có thể đào và làm bể rồi. Thì hiện tại thì Linh đang có mặt ở cái khu vực, cái tuyến đường mà chỗ 7 anh em siêu nhân đã mất công rất là nhiều để có thể làm được cái tuyến đường này. Ở phía đằng sau là chỗ làng Hơ Mông Pả Vi, nơi mà mọi người cũng đến đây để nghỉ ngơi đó. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh cũng đến đây thì cũng xin nói lại cái câu chuyện của em Pó trong biệt đội 7 siêu nhân. Thì em cũng không làm nhà đó. Thì Linh cũng đã khuyên em rất là nhiều lần rồi. Và trước Tết thì Linh đã nói với em rằng là chuẩn bị làm nhà. Và em thì cũng lúc đấy là chỉ là nhận được 60 triệu thôi. Sau đó là về sau là cô Kim Phạm có gửi thêm là 25 triệu. Cô chú Anh Phấn là gửi 60 triệu. Thì lúc đó là cái số tiền của em đã lên là 85 triệu. Thì Mỹ Linh cũng nói rằng là cái số tiền này của em là đảm bảo cái tiền em vừa xây nhà vừa vận chuyển vật liệu lên đến nhà. Và em chỉ bỏ công sức ra để làm thôi. Nhưng mà em vẫn không làm. Em nói rằng là em chưa muốn làm. Đó thì lúc đó là trước Tết, sau Tết, gần gần đến Tết thì em lại, Linh cứ nghĩ rằng là em sẽ làm. Nhưng mà lúc đó thì em lại bỏ đi để đi làm thuê tiếp. Và cũng không gọi điện cho Mỹ Linh một câu nào. Và phải để Mỹ Linh phải đi gọi điện và thúc giục em Pó đó. Nhưng mà em vẫn nói không làm. Sau khi qua Tết thì em có quay trở lại. Thì Linh cũng nói rằng là em lại tiếp tục chuẩn bị làm nhà đi. Bây giờ không làm thì không còn cơ hội nữa. Thì em cũng nói là em không làm. Và em lại tiếp tục bỏ đi làm thuê và không gọi điện cho Mỹ Linh một câu nào. Đó, Linh thì thực sự là rất là mong muốn là giúp được càng nhiều bà con ở trên thôn Hấu Chua là ai cũng có ngôi nhà và ai cũng xứng đáng có những ngôi nhà, đặc biệt là trong biệt đội 7 anh em siêu nhân. Đó thì em lại bỏ đi làm thuê và em cũng không gọi điện cho Mỹ Linh. Và Mỹ Linh đã phải gọi điện cho em và nói rằng là em có làm nhà nữa không. Thì em có Pó nói rằng là em chưa muốn làm nhà. Em nói bảo là sẽ là nhường lại cho ai muốn làm nhà. Hiện tại thì em đó chưa muốn làm đó. Thì cái câu chuyện này thì Linh cũng xin thông báo ở đây. Và cũng là để cho nó xác thực hơn một chút. Thì hôm trước thì Linh có gọi được một điện với em. Thì em cũng có nói rằng em không làm để cho tất cả các bác nghe. Sau đó thì Linh lại tiếp tục gọi điện thêm một cuộc nữa để cho em Pó, để cho tất cả mọi người có thể nghe được cái cuộc gọi mà Linh nói chuyện với cả em Pó trên đỉnh Hấu Chua, để cho nó xác thực. Không đến lúc thì mọi người lại bảo rằng Linh diễn giải, diễn hay cái gì không cho em Pó làm. Nó thực là Linh rất là mong muốn để cho bà con ở đây là mọi người ai cũng được làm nhà. Thực sự là khi em Pó không làm nhà thì Linh rất là tiếc. Và Linh cũng khuyên em Pó rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà em vẫn không làm. Đâu ý cuộc gọi. Hôm trước thì Linh đã ghi lại màn hình ở đây. Nhưng mà để Linh tìm nó các bác. Thực sự là khi mà không làm nhà này thì Linh nghĩ là rất là buồn. Tại vì cái số tiền đấy nó đảm bảo để cho em Pó làm. Tại vì ở trên những khu nhà giống như kiểu anh Xính này hay mọi người, đặc biệt là chỗ anh Vừa, anh Xà thì cũng chỉ được nhận 60 triệu thôi. Nhưng mà mọi người cũng đã rất là quyết tâm để làm nhà rồi. Video đó là hôm nọ là Linh cũng lưu nhưng mà không biết là đi đâu rồi. Hình như là xóa đi rồi hay sao ấy. Tại vì là cũng phải xác thực ở trên này để cho tất cả các bác xem để biết. Không đến lúc lại bảo là Mỹ Linh như thế này thế nọ. Đó, cô chú Hạnh Phấn thì cũng đã nói rằng là sẽ hỗ trợ là nếu mà em Pó không làm thì sẽ hỗ trợ thêm cho em đấy là 10 triệu để em đấy có thể mua mua bò hay là mua gì sinh sản. Còn chỗ của cô Kim Phạm thì cũng cho em Pó là 5 triệu nữa là 15 triệu. Alo, đi. Ôi, alo, ê, Pó à? Lúc đó Linh gọi điện thì em cũng không nói chuyện. Alo. Em làm đâu ấy, đi làm thuê rồi à? Alo, phải đi làm thuê rồi à? Đi làm thuê rồi.
Có phải Paul không? Phải mà. Ờ, đi làm thuê rồi à? Đi làm thuê rồi. Ờ, thế có làm nhà nữa không? Không, không có tiền không làm à? Ờ, không có tiền không làm nữa à? Vâng. Bây giờ đấy... Anh làm thì anh làm trước đi. Đấy, bảo ai làm thì anh làm trước đi. Ôi, nếu phải à, đâu mà đâu mà đâu à? Đấy, bảo ai làm thì ai làm trước đi. Em nhường cho người khác làm trước đi đúng không? Ờ, thế để anh biết trước, anh hỏi trước ấy. Nhá. Đấy, mình gọi điện em đấy còn tắt điện thoại luôn các bác. Nó để có thể xác thực minh bạch hơn nữa thì Linh sẽ gọi điện cho em Pó để cho tất cả các bác cùng biết. Đấy là Linh đã gọi rất là nhiều lần rồi. Mà cái lần vừa rồi thì Linh mới phải thu âm lại để muốn đăng lên để cho tất cả các bác biết. Còn bây giờ thì muốn gọi lại hỏi lại em Pó một lần nữa. Tại vì là tiền thì bây giờ cũng đã chuyển cho những hoàn cảnh khác rồi. Đó. Còn hỏi là lý do tại sao là em đấy không muốn làm thôi. Không nghe máy các bác, hiện tại anh đang gọi. Nói chung là rất là phức tạp. Thực sự là mình đi tìm họ mình vất vả. Không phải vất vả mà phải đi tìm những người người ta cần cơ. Những người người ta không cần thì khó. Nói thì cô chú Hạnh Phấn thì cũng rất là thương. Khi cũng thấy em bảo không làm nữa thì cô chú cũng gửi cho em 10 triệu để em có thể mua bò sinh sản. Và cô Kim Phạm thì cũng gửi cho em Pó là 5 triệu nữa, là tổng là 15 triệu. Thì cái tiền 15 triệu này thì Linh sẽ gửi lại cho em Pó để tùy cái công việc của em sử dụng. Đó là cái công sức mà em đã làm đường đây đã được các cô bác cho tiền. Đó, còn những số tiền khác thì... sẽ chia lại cho những người gọi là người ta được ít những phần quà ở trên đỉnh Hấu Chua này. Đó, sau đó là cái phần tiền của cô chú Hạnh Phấn thì sẽ ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khác vẫn còn đang rất là khó khăn. Đó, bây giờ thì không gọi được cho em thì chắc khả năng là Linh cũng như thế này xong. Tại vì là lúc nãy các bác cũng nghe cái phần hội thoại đó. Thì cái phần hội thoại đấy thì Linh đã gọi là Linh đã khuyên em rất là nhiều rồi. Và cũng gọi điện lại một lần nữa, gọi là lúc đấy là gọi để có thể nói chuyện với em để cho cô chú Hạnh Phấn nghe. Thì em cũng bảo em không làm. Ôi, alo, Pó à? Alo? Chào. Ờ, em làm đâu ấy, đi làm thuê rồi à? Đấy, em đi làm thuê nhưng mà alo, em cũng bảo My Linh. Bảo đi làm thuê rồi à? Đi làm thuê rồi. Có phải Pó không? Phải mà. Ờ, đi làm thuê rồi à? Đi làm thuê rồi. Ờ, thế có làm nhà nữa không? Không, không có tiền không làm nữa. Ờ, không có tiền không làm nữa à? Vâng. Bây giờ đấy... Anh đào thì anh đào trước đi. Hả? Ôi, nếu phải à, đâu mà đâu mà đâu à? Ờ, ý là em nhờ cho người khác làm trước đi đúng không? Ờ, thế để anh biết trước, anh hỏi trước. Hiện tại là em đấy chưa có nhu cầu muốn làm. Nếu mà muốn nhu cầu thì thực sự là tiền thì Linh cũng không để được lâu được các bác. Tại vì là để lâu thì thành ra họ lại bảo mình ăn chặn tiền từ thiện hay như thế nào thì rất là khó. Nó thì không làm thì mình sẽ chuyển cho những hoàn cảnh khác. Nói chung là mong là các bác cũng rất là thông cảm cho My Linh. My Linh thì cũng rất là biết ơn, thấy thương những cái công sức của em Pó giúp mọi người đây làm việc ở đây và giúp xây được cái tuyến đường này. Đó thì... sẽ trích lại là 15 triệu đó để gửi lại cho em Pó. Và bây giờ thì xe chở cỏ xuống đây. Úi dồi ôi, đi được không đây? Đi được không đây? Chở kiếp đấy nhở? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Hai xe cơ à?
Đó, tuyến đường này sau khi làm xong thì nó cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề cho tất cả bà con ở đây. Thì cái công việc này thì hôm nay thì Linh ở đây tâm sự nó hơi lâu một chút để có thể là nói cho tất cả quý cô bác ở trên kênh của Thảo Mỹ Linh biết rằng là cái vấn đề và câu chuyện nó như thế nào. Thì em Pó thì thực sự là không muốn làm nhà đó, thì sẽ chuyển lại, nói chung là sẽ chuyển lại một ít tiền cho em. Còn cái phần tiền hơn 50 triệu đó thì sẽ gửi lại cho một cái hoàn cảnh nào đó. Thì đã có người, Linh đã lên kế hoạch hết rồi, là sẽ gửi lại cho những cái hộ gia đình nghèo khó đó. Còn cái số tiền 15 triệu sẽ trao lại cho em Pó, trao tận tay cho em, để em có thể mua bò hay là mua gì là do cái công việc của em. Em Pó thì trước đây cũng đã được một con bò rồi, bác chơi thì cũng được 2 con bò đó. Thì công việc hôm nay thì cũng ở đây để Linh có thể nói chuyện, để cho tất cả các bác hiểu rõ về cái câu chuyện của em Pó ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi lên phía trên để triển khai cái vấn đề là làm bể của cho bà con đó, đặc biệt là cái số tiền của cô Tú sinh sống bên Nhật có tài trợ cho bà con ở trên đỉnh Hấu Chua. Và bây giờ thì Mỹ Linh mời tất cả các bác cùng Mỹ Linh đi lên trên đỉnh Hấu Chua nhá. Bây giờ lại tiếp tục thôi. Thực sự là rất là khó, Linh cũng không biết nói kiểu gì được. Bây giờ mình cứ phải đi theo đuổi họ thì thành ra là nó cũng khó các bác. Đã nói với em rằng là em cứ làm đi, rồi khi nào có cái khó khăn gì thì khi anh quay video lên thì các bác thấy cái khó khăn của em thì các bác sẽ hỗ trợ cho em. Nhưng mà em cũng không nghe thì mình cũng không biết nói như thế nào được. Chào nhá. Ôi dồi ôi. Sao giặt cả ngày vẫn chưa xong ấy chị? À đây anh vừa về đây à? Xin chào nhá. Ăn gì đây? Đây chúng ta sang bên này để có thể bàn bạc cùng với cả anh Xà với anh Vừa xem là cái công việc nó làm thế nào. Thế là bây giờ là mình làm bể đấy thì làm ở chỗ nào anh Vừa? Bây giờ anh đo đi, bây giờ mình đang có tầm khoảng là 40 triệu thì làm cái bể tầm khoảng bao nhiêu khối? Và hết bao nhiêu xi măng, bao nhiêu gạch? Có mua sắt không? Mình làm, bây giờ mình không làm giống kiểu hồ treo nữa mà mình làm thành một cái bể luôn. Thành bể á? Ờ. Làm mình cách ngăn ra ấy. Làm tầm khoảng... Thì mình... Nói chung là mình vẫn phải ốp kín lại, không thì lúc có trẻ con rất là nguy hiểm. Xong mình làm vòi ra thôi. Được thì làm khoảng 30 khối thế. 30 khối à? 30 khối là 40 triệu đủ cái gì? Không biết sẽ đủ không đâu. Không đủ thế tính đi.
Xem là tính thì em mới biết bảo được. Ui, làm xong mới biết tính. Thế ý là bây giờ là 30 khối thì mua hết bao nhiêu viên gạch? Chắc 1.000 viên ấy. 1.000 viên thôi á? Phải ngăn dưỡng mà. Ngăn dưỡng thôi, đúng rồi. Kiểu là ngăn phòng ấy. Ngăn, phải ngăn thôi. Chắc là. À, 1.000 viên à? Cứ tính 1.000 rưỡi đi. Xi thì bao nhiêu bao? 60 bao đấy. Phải chát nữa rồi. Chát nữa, 60 bao á? Chát thì biết có đủ. Thì 80 bao đi. Phải làm cái giặt quả áo ngoài này nữa. 60 triệu. Thì mua sắt nữa, chắc là đủ. Nè, chắc đủ rồi. Sắt nữa. Đúng rồi, phải làm. Bây giờ mình không thể làm được một cái bể to mà như kiểu hồ treo được. Mình chỉ làm bể đấy xong mình có nắp xong à. Xung quanh như kiểu là có vòi ấy. Bà con vặn vặn nước là ra dùng thôi. Không cần phải như hứng nước nhỏ nhỏ như kia nữa. Và mình lúc đấy mình vặn luôn. Xong lúc đấy bọn anh có thể bắc ống đi sang bên đấy. Bọn anh kéo nước về cũng được. Xin chào nhá. Làm trên đường. Làm trên đường kia gì? Là chỗ đấy là làm là không mất tiền đâu đúng không? Chắc Apo nó vẫn lái khoảng từ 5-6 triệu thế đấy. 5-6 triệu à? Ôi đại ca. Úi dồi, được đấy nhỉ? Vẫn bám được đấy. Thấy là anh Súa chắc là khả năng đang chuẩn bị về đúng không? Hôm nay về đến rồi. Hôm nay về đến. Thế là 5 triệu à? Thế anh gọi điện lại cho Apo, em gọi điện cho Apo không được. Bỏ anh Súa hộ rồi mà. Là lấy 5 triệu gì? Thế hôm nay về nó bảo thế này, thế nào ấy. Thế thì xong cái là tiền đất cái là mình triển khai thôi. Nếu mà hết 5 triệu thì mình lấy 35 triệu làm. Thế phải bù. Nhá, xong là chuẩn bị triển khai làm tốt cho bà con thôi chứ chả tốt cho ai cả. Em cũng không được cái gì cả. Đấy. Đây này nước vẫn thiếu nước. Đấy, thì mọi người dự trữ được nước ở đấy mọi người dùng luôn. Thì bây giờ chắc là phải làm nắp bể nó mới an toàn đúng không? Không chẳng may bây giờ trẻ con mà ra đấy trèo vào bể. Mình mà mở nắp ra trèo vào bể thì rất là nguy hiểm. Tốt nhất là mình làm để đóng nắp luôn, giống như nhà bác Sò ấy. Mình làm to ra. Cái của nhà bác Sò là bao nhiêu khối nhỉ? 12, 13 khối. Thế mình làm 30 khối thì nó sẽ to hơn. To hơn nhiều. Thế thì đảm bảo rồi, lúc đấy mình dùng vòi với cả mình đổ nền ra để cho mọi người giặt quần áo là được. Đó. Thế là tuyệt vời. Thế là anh quay vào đây là, ủi rồi cứ quay đâu ấy. Thế là vừa đi trồng ngô à, trồng giúp ai đấy? Giống em rể. À, em rể à. Đó. Thế thì lúc đấy làm thì như ở nhà anh Sàn này gọi mấy nhà đây xong triển khai làm, mấy nhà đây đồng ý làm hết rồi đúng không? Đồng ý làm rồi. Đồng ý làm hết rồi được, ok thế làm. Xong mình triển khai. Nhưng mà chắc là phải đào ra đúng không? Phải đào bằng. Đào bằng xong với cả khoan đúng không? Ừ. Khoan đập. Đó. Ui dồi ôi, sao cậu này mắt này ngá ngửa ấy, tí này ngá xuống đây, cẩn thận. Tú đi ra đây, Tú. Nó cống em bé. Đập cống em bé. Đó. Đấy, Apo thì em không gọi được. Trước Tết thì đã bảo làm nhà ấy, thì không làm. Thì đã bảo rất là nhiều lần thì em đấy, bảo em đấy không làm. Tiền thì mình đã nói rằng cái tiền đấy nó đủ chi phí để em đấy làm nhà với vận chuyển. Như các bác biết là như nhà anh Xà với cả anh Vừ đây thì cũng chỉ có 60 triệu thôi. Nhưng mà họ vẫn dám làm. Đó, nhà nào thì cũng khó khăn cả. Linh thì cũng có khuyên em bó rất là nhiều lần rồi. Thì em cũng không để ý những cái câu nói của Linh. Và em cũng tự ý là bỏ đi làm thuê và cũng không nói với Linh một câu nào. Hoặc là có thể nói với Mỹ Linh rằng là em chưa đủ tiền, em đang muốn đi làm thuê để có thêm tiền để em về em làm. Thì Linh sẽ chắc chắn là Linh sẽ để lại số tiền đó để cho em bó làm. Nhưng mà hôm vừa rồi thì Linh gọi điện thì em bó bảo em bó không làm thì nhường cho người khác làm. Thì hiện tại thì Linh đã quyết định và đã nhường cho người khác. Có nghĩa là khi Linh gọi điện thì Mạnh Thường Quân người ta cũng ở đó và người ta cũng đã nghe được cái câu chuyện của em bó và người ta em bó cũng bảo không làm. Đó. Thế em bó là em đã bảo nó làm nó không làm nhá. Chứ không phải là em nói nhiều lúc mình bắt ép họ là họ không làm thì thành ra họ lại bảo là tại mình ép họ đúng không? Đúng rồi anh Vừ. Đúng. Đấy.
Nói chung là như kiểu bọn anh, em bảo là bọn anh có làm không thì bọn anh làm thì nó thoải mái tinh thần đúng không? Đấy, thì cái tiền đó thì tí nữa nếu mà gọi điện được cho Pó thì bảo là cô chú Hạnh Phấn sẽ để lại cho 10 triệu để cho mua bò. Đó, 10 triệu để cho mua bò với cả 5 triệu của cô Kim Phạm nữa. Còn mọi người đây thì sẽ có quà khác em sẽ gửi lại cho nhá. Nói chung là cứ làm bể trước á. Nhưng mà đi làm thế nào, đâu anh đưa em đi xem nào. Mua miếng đấy 5 triệu à? Làm đế thì 5 triệu. Nhưng mà bây giờ có thước đo không? Không, chỉ mua mà. Ô, sao có tổng thế? Trên nhà anh xuống rồi à? Ờ. Có cửa rồi à? Khoan. Thế mình chỉ điểm nó xem nó làm thế nào. Khổ lắm nhưng mà... Em bó ấy không làm nhà, nhiều bác cứ nghĩ là mình bảo là mình không cho làm vì em đấy không làm chứ mình không bảo là mình không cho em đấy làm. Tại à bó nó không làm. Tại vì em đấy đổi ý rất là nhiều lần, lúc thì bảo làm, lúc lại bảo không làm, xong rồi lúc lại bảo nhường cho người khác. Nói chung là mình không biết tại sao giải thích như thế nào cũng được. Đây cũng bảo anh Vừ với anh Sà mọi người là giải thích và bảo cứ làm đi. Khó khăn thì giống như nhà em Lử đây làm thì thành ra đến lúc quay video các bác thương các bác lại cho thêm thì lúc đấy đủ. Đây làm đây à? Làm đây. Nếu mà làm đây thì đào đất đây thì dễ, không có đá. Đây xong là đến chỗ đá này đi. Cái đá này. Đá này à? Ý là đào hết cả cái bờ tường này xuống đúng không? Vâng. Phải làm cho nó bằng bằng. Ờ, à, đào nó bằng bằng. Được, thế được. Thế là từ đoạn này đi vòng sang đấy quả đá to kia. Vâng. Xong vòng lên trên đá kia. Thế là đủ rồi. Thế đủ là 30 khối đúng không? Thế thì phải là 1.500 viên gạch đấy. Xem vẫn thế. Ừ. Xem thừa thiếu mình còn có tiền chi phí, mình còn đổ xăng xe. Anh em còn chở vật liệu lên. Đúng không? Đúng. Không à, đến lúc. Không biết xay xong gạch nó đủ không? 1.000 viên chắc không đủ. Thế bảo là chở 1.500. Đó. Hôm nào bọn anh trồng ngô xong hết chưa? Chưa, bây giờ đây này xem là bể thế nào xong mới khoa đá xong mới trồng. À trời mưa đúng không? Ừ. Mưa nữa. Nếu mà được thì xem là tối nay anh xuống về xong gọi điện cho em Pó đấy, bảo là miếng đất bao tiền thì giả tiền luôn. Đó. Cái này là làm cho mọi người thôi, nếu mà mọi người mà mua đất đắt thì mọi người lại không đủ tiền để xây nữa. Đấy. Là 5 triệu thôi đúng không? 5-6 triệu đấy thôi. 5-6 triệu. Thế lúc này hôm nay hỏi anh Sa đấy, anh Sa bảo không lấy tiền. Nói em gái nó đòi lái thì lấy thôi. À, có nghĩa là em gái nói. Em Pó đấy nghe cái em gái của em Pó đấy thôi. À, chị gái đúng không? Vâng. À, rất là khó. Chị gái của em Pó thì khó tính lắm các bác. Nói chung là lúc nào làm gì là anh Pó, anh Vừ với mọi người đấy bảo thì không nghe đâu. Nhưng mà chị gái nói gì là nghe. Đó. Chị gái nói rất là rất là khó. Thực sự là em đấy không làm nhà em còn rất là mệt. Đó. Thì nó em gái nó bảo là chưa có tiền làm đấy, làm. Thì mình lúc đấy mình bảo là đủ tiền rồi, thoải mái làm mà có bị mất tiền đâu mà không đủ. Bây giờ chỉ bỏ công như bọn anh đấy 60 triệu bọn anh còn dám bỏ công ra làm, xong mà bọn anh vẫn bù thêm tiền vận chuyển đây đúng không? Vâng. Thế vẫn làm đây. Như em đấy là vừa được đủ tiền vật liệu này, vừa có tiền để vận chuyển này. Thế mình chỉ có bỏ công sức ra để làm thôi, thì không làm thì đợi đến lúc nào đúng không? Thế bây giờ thì em đấy bảo em đấy không làm rồi. Mà chỗ em Pó đấy thì em đấy em lên với anh rất là nhiều, em đã bảo nhiều lần, không phải bảo một hai lần đúng không? Bảo nhiều rồi nhưng mà đấy, em Pó không nghe. Bảo nhiều thì em Pó không nghe, không làm, thành ra do em thôi. Mình cũng rất là khó, bây giờ Linh sẽ cố gắng là giúp bà con đây làm cái bể ở đây. Đó. Bắt cho chị được hả? Linh à? Hả? Ủa hẹn đặt trà nên nó phải trà. Nhưng mà đoạn này thì mình phải để ngăn không đến lúc nó bị sập xuống. Ờ có đá đây đúng không? Phải xếp đá. Ờ xếp đá đúng không? Kè đá thì nó đúng không? Kè đá xong là làm bên này giặc quả. Ờ đúng rồi. Đó hả mày? Thế bây giờ bắt đầu đo. Thế phải đến đây xong mình còn để thừa đoạn hiên này nữa đúng không? Ờ. Mình làm vòi nước ấy. Làm nước này giặc quả. Nhưng mà anh vừa để chưa chế khỏi ní nè. Anh vừa bảo vẫn phải để một đoạn này để làm cái mình giặt quần áo đấy. Tiết tả cho trẻ.
À đoạn dưới này là mình kè lên gì? Được, kè lên. Được, 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 được. Cái chỗ xịt đen thế mà. Ủa tổ đam ở quân, quốc tình chứ. Quốc tình chứ, đen đau đuôi mà. Thì mình làm thấp đi một tí cũng được. Đó, làm rộng ra. Rộng ra mình làm thấp đi. Đó. Chào chị. Rộng bao nhiêu? Chào chị. Chào chị. 7 mét à? 7 mét rưỡi. 7 mét rưỡi. Thêm dài bao nhiêu mét? Chắc cũng được 8 mét. Dài 8 mét à? 8 mét. Bây giờ cũng triển khai luôn để trao cái món quà của cô Tú để giúp mọi người, bà con Hấu Chua để hoàn thiện cái phần bể mà cô Tú sinh sống ở bên Nhật có tài trợ cho bà con đây. Thì cũng mong là cô Tú xem qua video này, cô thấy là cái số tiền của cô bây giờ đang bắt đầu là triển khai để giúp đỡ bà con đây để làm bể rồi. Đó. Hả? Có gì? Sao quá? Sao? 10 mét à? Ờ. 10 mét, 7 mét cứ tính rộng 8 mét đi là 80 đúng không? Bể này to rồi. 80 mét vuông. Bể này to rồi. Ừ, to đấy nhỉ. Được, nói chung xây to thế mọi người mới dùng được nhiều chứ. Nhưng mà mình xây phải cho gạch nằm nhá. Ờ, được rồi. Cho gạch nằm thì nó mới chắc. Với cả chát nó cẩn thận nữa. Được. Nhưng mà còn nắp. Ở dưới nắp thì mình vẫn phải mua sắt các kiểu về. Để nắp, cho đảm bảo. Nắp thì phải mua sắt rồi. Ừ, với cả dưới nữa. Dưới phải kê sắt chứ đúng không? Giữ chắc kèn, kèn mới chắc. Ừ, kê thì nó mới đỡ bị rò rỉ ấy. Ừ, đúng không? Mình làm thế nó mới không bị rò rỉ. Không, mình không kê sắt mà mình phải mua sắt về nữa. Sắt thì mình dùng sắt B40 ấy nhỉ. B40 được. Rồi, thế được rồi. Thế là hôm nào triển khai? Mấy hôm nữa triển khai được rồi. Mấy hôm nữa triển khai thì gọi điện em luôn nhá. Không lên mình đào luôn mình à. Có cần cúng cúng gì không? Không. Thế được rồi. Thôi, thế là đã xong nhá các bác nhá. Cái bể này sẽ là rộng 80 mét vuông. Nó còn cao thì lúc đấy là sẽ tính. Cao thì chắc tầm khoảng bao nhiêu? Cao ra mét giữa 2 mét. Đủ cao rồi. Mét giữa 2 mét như thế này á? 2 mét. Ừ, thế tầm 2 mét được. Ô chỉ đi. 2 mét. Ô chỉ tổng. Ừ, thế 2 mét đi. Cao 2 mét đi. Sao nữa thì chắc để cho chị tổ đấy. Nói chung là mình làm cao lên để đội trẻ con nó đỡ trèo lên được ấy. Chiều vẫn có nắp rồi. Ừ, có nắp. Nhưng mà mình phải làm cái nắp nặng giống như nhà bác sò ấy à. Đóng một cái vào là đội trẻ con không kéo ra được. Chỉ có người lớn mới kéo được thôi. Nếu mà làm cái bể này rất là tiện. Lúc đấy nhà anh xà này với cả nhà mọi người đây là chỉ cần kéo cái ống nước xanh xanh nhỉ. Giống như kiểu đây, giống như mọi người đang làm này, hút hút cái lấy cái máy bơm bơm cái là nước về nhà dùng thôi. Là lúc đấy cứ thoải mái, nhà nào thích dùng nhiều thì việc nhà đấy thôi. Còn nước ở đây là thiên nhiên ban tặng thì mình cứ dùng thôi. Nhà nào ai tự kiếm một cái dây điện ra đây. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thôi, thế là xong. Thế là đã xong nhá các bác. Thế là mình sẽ làm trước khi là trồng ngô à? Phải làm xong mới trồng ngô rồi. Phải đá phải làm lọt xuống. Phải dòng đá nhiều. À, phải đào đá lên đúng không? Ừ. Tại vì là bây giờ chưa đến xuống. Lúc trồng ngô đâu đúng không? Chưa. Ở đây bà con trồng muộn à? Vì khô thế này trồng nó có mọc được không? Ừ, trồng khô này nó cũng không lên thật. Thôi thế là đã xong. Thì cái bể của nhà bà con đây thì mấy hôm nữa sẽ bắt đầu triển khai. Cũng xin chân thành cảm ơn qua cái video này. Cũng Linh rất là cảm ơn cô Tú sinh sống bên Nhật đã tài trợ cho bà con Hấu Chua để làm cái bể dân sinh bà con có thể sử dụng. Món quà này rất là ý nghĩa với bà con ở đây. Linh cũng xin thay mặt bà con là cảm ơn đến cô Tú sinh sống bên Nhật. Và bây giờ chỉ có chờ là mấy hôm nữa bắt đầu là khởi công để làm thôi. Đó. Thế như cái đấy nếu mà khoan đá thì hết bao nhiêu can xăng? Xăng pha nhất đây. 3 bu can ấy. 3 4 can. Phải. Bu can bao tiền? Bu can 600 ấy. 600.000. Cặn nhớt. Nhớt nữa. Hơn 600.000 một can thì chắc là phải hơn 2 triệu rồi, 3 triệu. Phải khoan cho nó đủ để sắp bồn. Ừ.
Máy thì mình có rồi đúng không? Máy mình có. Thế thì cứ xem là hôm đấy cứ mua về nhá, xong anh ghi ra cái sổ nhá. Xong có gì thì bảo lại với em. Xong đến lúc đấy mình tổng thanh toán một phát nhá. Thế là sẽ quyết định là vài ngày nữa thì sẽ bắt đầu khởi công để làm cái bể này các bác. Đó. Thôi cố gắng nhá. Nói chung là đây về đây nhá. Thế xong rồi. Bây giờ lại đi đâu? Anh lại đi sang bên kia trồng ngô tiếp à? À. Ui ôi, sao trèo cái khiếp thế. Trẻ con sổ nghịch ngợm quá. Đi trèo cây đào cái các bác. Bây giờ mình sẽ đi sang bên này. Ơ bà anh cứ làm đi nhá, xong là hôm nào làm thì gọi điện em nhá anh vừa. Vâng. Cố gắng lên nhá. Nói chung là làm cô cũng ủng hộ mình thì mình làm một cái bể để cho tất cả mọi người ấy dùng nó sẽ đỡ vất vả hơn, không cần phải mang nước về nữa. Thôi về đây, bye bye nhá. Nên chuối nấu chỉ tàn rồi. Đây là vợ của em Pó đây. Thế là nhà em Pó là không làm nhà nữa, nên chỉ có chế rồi. Nên nhìn hai giờ thì chỉ uống đi. Thế bảo không làm. Đó. Thế mấy hôm nữa là xuống đây gửi lại cho gia đình 15 triệu nhá. 5 triệu là của cô Kim Phạm với cả 10 triệu của cô chú Hạnh Phấn. Đấy, về gọi điện bảo A Pó thế nhá. Nét chủ chế mà Paul là trúc ở trên là một bài lúc chơi đùa chưa mà lão tụ phong là vui nét chơi là ít tụ phong vũ ở chi trọ tí tụ phong vũ cậu trọ đấy. Xong bảo A Pó như thế tại vì là gia đình thì cũng có ở nhà kia thì cũng ở cùng em trai thì chắc là em Pó cũng chưa muốn làm các bác. Linh thì cũng đã liên lạc rất là nhiều lần rồi đó, thì cũng thông báo cho vợ em Pó đây thì vợ em Pó cũng bảo là bảo không làm. Nhưng mà bây giờ cái nhà xây là 60 triệu tiền vật liệu thì nó vẫn thừa. Và còn có hơn 25 triệu để tiền vận chuyển nữa. Mình chỉ cần việc bỏ công ra là làm thôi. Đó. Không. Như nhà chị ở trên chỗ nhà đê mẹ của Nô đây nè. Ngày xưa nhà chị làm cái nhà đấy hết bao nhiêu tiền? Hơn 400 triệu á? Mấy lần là nhờ họ là 40-50 người. Nhà chị đây là ngay cạnh nhà anh Xính á. Xây ngôi nhà ấy hết 400 triệu. Vẫn còn nợ nhà nước 50 triệu nữa cả. Ý là ngày xưa là để vật liệu đấy thì sợ trộm nó trộm ấy. Thế là tối đêm vẫn phải đi vác bằng được để cho nó hết. Như bây giờ làm đường thì lại vận chuyển nó dễ hơn nhỉ. Ngày xưa thì bơm nước từ đây để đi lên tiếp cận như kia. Thế là ui dồi, làm nhà ấy mất nhiều tiền quá nhờ. Thiếu, làm như nhà ở dưới đồng bằng này các bác, như nhà dưới ở đây thì làm 700 triệu, 800 triệu thì cũng xây được nhà 2 tầng cao đẹp rồi. Đúng rồi, làm nhà 2 tầng đẹp luôn. Thế nhà vợ A Pó là bảo A Pó là không làm nhà thì mấy hôm nữa thì trao tiền cho gia đình nhá. Đấy xong
Có, nó đi làm thuê nó không về thì mấy hôm nữa thì xuống đây thì gửi tiền lại cho vợ nhá. Đấy, cứ bảo có thế nhá. Thôi bây giờ thì mời tất cả các bác cùng Linh đi xuống. Thôi, mà chị cứ giặt quần áo nhá, em về đây. Vâng. Hả? Ôi giời ơi, ăn cơm à? Thôi đi lên xem chỗ em Lử làm xong cái bếp chưa các bác. Lử chắc buồn quá nên là phải gọi lên ăn cơm. Bảo là hôm trước là cũng có mời mình mấy lần ấy các bác, thì Linh cũng không ở lại được. Em Lử thì cũng rất là nhiệt tình các bác. Bây giờ thì Linh cũng lên trên đấy xem là đổ xong cái bếp chưa? Đang làm thôi à? cố gắng lên. Để xem là hai vợ chồng làm xong chưa. Nói chung là về cái vấn đề của em Pó thì Linh cũng giải thích xong rồi. Nói chung là không nói đến nữa. Nói chung là nó sẽ kết thúc ở đây. Và cái số tiền thì Linh sẽ trao lại cho em đó là 15 triệu. Cô chú Hạnh Phấn là sẽ gửi tặng cho em là 10 triệu và cô Kim Phạm gửi cho tặng cho em là 5 triệu. Đấy, cái đây cái nền nhà của em Lử đây. Đấy, bây giờ là chỗ nhà. Nhà Lử là bây giờ đẹp nhất chỗ này ấy nhở. View triệu đô. Cố gắng. Đổ xong chưa? Ui, đang chuẩn bị thôi à? Lử bảo là rủ ở nhà ở lại ăn cơm mình lên xem. Nên mà đổ xong chưa? À đây là mấy hôm nữa bếp để đây luôn đúng không? Em Lử thì thực sự rất là thông minh các bác ạ. Thì em đã tính hết ra rồi. Là làm cái ống này thải đi vào trong cái chuồng này. Đó thì khi mà xây xong cái bể bên kia ấy, thì sẽ kéo nước từ bên đấy về thẳng đây, có một cái vòi đây. Có cái máy bơm tự động ấy. Có nghĩa mình cắm điện cái là nó bơm nước về là cứ rửa bát đây xong rồi nó chảy đi xuống đây. Đấy. Tính làm nhanh xong mấy hôm nữa có làm bể đấy Lửa ạ. Xong đó là nhanh ra mà xem là có mua bò không? Có. Mua bò thì chuẩn bị đi chọn bò đi nhá. Không có bột cải, mua bột cải. À thế thì đi tìm. À mua con bò đực cái gì? Mua bò đực cải được. Không mua bò cái à? Bò cái cũng được để nó biết cài. Thế thì chuẩn bị đi tìm đi nhá. Xong hôm nào thì anh em mình đi mua nhá. Bây giờ đang làm ấy. Làm gì? Anh em mình uống rượu. Ôi thôi không uống đâu. Em Lử bảo là mổ con ngan ăn, mình bảo thôi không ăn đâu. Em ơi. Không. Nó từ 8 với bảo tôi. Lúc nào xong thì mời anh sau cũng được. Bây giờ thì anh không ăn đâu. Không. Em cứ làm đi. Con đang cũng buồn, anh em mày có gì buồn. Em Lử tình cảm lắm các bác. Nói thật là đấy, nhà còn mỗi con ngan trong chuồng nhưng vẫn bảo đi mổ điên. Cái con ngan đấy là anh em để mà làm giống em đi mổ. Thôi không mổ đâu, đi về đây. Đến xem làm như thế nào thôi, không ăn đâu. Không. Hôm nào anh sẽ ngồi với em một bữa. Hả? Dạo này anh đang bận có tí công việc, với cả chú Thắng đang ở đây có việc nên là cũng phải đi giúp chú ấy. Thế nên là anh cũng không ngồi lại được. Tối nay là tí nữa. Tối nay anh lại bận rồi. Ôi, không đun nước đâu. Không. Tí nữa còn nhờ chim mày Thắng làm một hô Lử ra. Tí nữa còn đi có việc với chú Thắng rồi. Nên là không ở đây được. Còn nhiều công việc còn đang cần phải làm với cả giúp bà con nữa. Rượu chè thì hôm nào anh em mình ngồi sau nhá. Lúc nào rảnh ấy. Thôi hai vợ chồng cứ làm đi nhá. Thôi nhá, cứ làm đi nhá. Ôi không ăn đâu. Thôi cảm ơn rất là nhiều. Thế là hôm nay là xong mai, kỳ ngày kia nhá. Được, ngày kia nhá, ngày kia rảnh thì lên. Chiều ngày kia nhá. Được. Nhưng mà phải để anh giả tiền anh về ăn nhá. Làm gì? Không giả tiền đâu. Thôi nhá, chào hai vợ chồng nhá. Hai vợ chồng cứ làm đi nhá. Thôi tạm biệt nhá. Để xem nhá, để anh xem lên được thì anh bảo nhá. nhá
nhiệt tình quá. Rồi không sao không sao không sao, anh cảm ơn cái tình cảm nhá. Đó vừa rồi thì các bác cũng xem video là Mỹ Linh cũng quay trở lại hấu chua để triển khai cái vấn đề là làm bể và cũng giải thích cái thắc mắc về chỗ nhà của em Pó ở trên đỉnh hấu chua để cho tất cả các bác hiểu rõ. Đó thì Linh rất là khó để đi tìm, nói chung là mình thì rất là muốn cho bà con như nhà em Lử mà. Cứ như nhà em Lử này chỉ được nhận 72 triệu thôi, nhưng mà em đã phải làm bỏ công sức ra rất là nhiều để làm được cái nhà đó. Thì em vẫn làm, như nhà em Pó 85 triệu, em không làm thì Linh cũng không biết giải quyết như thế nào cả các bác. Thực sự là Linh chỉ muốn là ai cũng có công sức, tại vì ai cũng làm. Thì hiện tại thì chắc là em Pó đang ở cái ngôi nhà của em, nó đang vẫn còn kiên cố và còn đẹp, thì em chưa muốn làm. Thì chắc là duyên của Mỹ Linh với cả em Pó với cả của Mạnh Thường Quân đến với em chắc là nó chưa đến duyên nên là em chưa làm được. Đó thì cái số tiền này thì sẽ chuyển đi, Linh sẽ chuyển đi cho những hộ gia đình khó khăn khác. Và Linh đã chuẩn bị tiến hành triển khai những vấn đề đó rồi, và sẽ trao lại cái phần tiền để em có thể mua một con bò sinh sản cùng với cả con bò đợt trước Linh cũng mua cho gia đình nhà em Pó. Và video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Mọi người thấy hay ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Thảo với Linh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên đỉnh hấu chua nhá. Alo. Tao hả? Lúc này anh gọi điện bảo là bảo em ấy, em không làm nhà thì cô chú Hạnh Phấn cho em thêm 10 triệu với cả 5 triệu để anh có gì anh đưa cho vợ em nhá. Rồi. Có gì thì cứ đưa cho vợ đi. Đưa cho vợ em. Thế vậy. cái mảnh đất kia là em bán bao nhiêu tiền? Em chưa hỏi thật tính à? Thế thì cứ nói chuyện với cả đội anh vừa đi. Vâng. Đấy thì em không làm nhà nữa thì cái 10 triệu thì cô chú cho em 10 triệu tại vì em không làm nhà. Với cả cô Kim Phạm bây giờ cho em 5 triệu. Là cho em 15 triệu đấy, sau là em về đây em thích mua bò hay là mua gì thì do gia đình tự mua. Vâng. Có gì là anh cứ đưa cho vợ em nhá. Đấy. Thế có buồn không? Hả? Có buồn không? Không. Không buồn nữa à? Không buồn. Vui gì? Thế thế là thôi nhá, nếu mà không xây là thôi nhá. Vâng. Ok. Thế nhá. Cố gắng làm nhá.